Mã 99 hiền là kèm theo số hại dùm cho em nha mọi người ơi. Có một cái nhất thôi. Mấy chị chia sẻ la quá trời luôn. 2.000 rồi. Có cái nhất hả? Vâng. Rồi. Cái gì nhất là một lần thôi. Nhưng mà em sẽ có một khác nữa. Này số mã 90 cho em xin cứ gọi của mấy chị nha. Nhiều. 99.000. Một cái nhất trên đời. Đúng rồi. Mẹ xấu quá không có cái thứ hai. Anh mệt em anh cứ kẹp. Đây có bán được không? Bây giờ bán không được. Bán luôn. Bán được không? Bán được không? Đồng giá sẽ là 99.000. Bác cái này là 55 ký định. Quỳnh giới thiệu đi, giới thiệu cho anh đi. Để ngốc bán đi. Cái này á, nhiều, em bán nhiều. 99.000 hả? Xu quá em ơi, đâu em mặc coi. Cái này là phong thủy hay mà màu vàng giống như em á. Với đồ đúng không? Trời đất ơi. Mặc giống mới đi đẻ ra mà lạnh đó. Mặc giống mới đi đẻ ra đó. Quá trời, áo đẹp quá vậy. Đạt mà thấy áo chị sao đẹp. Hồi đó mà giờ là hồi nay mà xem em kiếm áo xấu vậy. Em nói lộn. Mà bây giờ hồi nay mà kiếm áo như vậy mà 99.000 đâu ra. Vậy hả? Chị có em ồn quá phải không? Mày ồn quá, ba đứa ồn quá. Ủa kìa, có khách lên mua nè. Trời ơi, khách vô tới nhà luôn nè. Sao vậy? Dương. Dương, ẵm em đi Dương. Trời ơi, cái đầm sang dữ vậy Quỳnh. Cái đầm này nó với vòng tay lớn đó. Nè, em thấy cái bàn tay không? Thấy không? Nó sẽ ôm mình lại. Hay quá. Không, có mày không nghe chứ mấy chị sao rồi nghe chứ. Làm, không có lực của Quỳnh, like không có lực á. Like bị phân tâm á. Đâu Quỳnh nè, lai này vô coi người lực nè. Vô. Đâu vô cái đầm đây. Đây đây là một cái đầm rất là dễ thương và rất là thời trang. Thì đây giờ đây nó là hot trên mạng mấy chị nha. Hot trên mạng hả? Hot trên mạng luôn. Vừa sang trọng và đặc biệt là cái tông màu đây rất là hot của năm nay. Đây là tông màu vàng cam chùa. Đúng rồi. Đây nó sẽ chỗ này. Sẽ phe đúng. Mà giá cả rất là phải chăng luôn. Chỉ với giá là 99.000 thôi. Trời đất ơi, cái đầm 99.000. Đâu để tôi coi cái giá coi. 99.000. Đâu cầm coi. Thưa quý vị, bữa là 179.000 nhưng mà không ai mua, nó xuống còn 99.000. Trời ơi, áo dễ thương ghê không? Áo khoác của em nha, cái này là mã số mấy ta? Trời ơi, còn cái áo nè. 99.000 luôn mấy chị ơi. 99.000 mã số 97 giùm chị. 99.000 là cái áo khoác này chỉ có một cái duy nhất thôi mấy chị tranh tay nha. Mình ồ, áo này là mấy anh chị Bà Rịa nên mua nè, bờ rờ là Bà Rịa nè. Nè, Bà Rịa là phải Bà Rịa là phải uống gì đây? Uống mà ca là gì? Uống uống cam, ca mà cam, uống khế trả vàng. Wow, duyên dáng quá trời. Hóa trời anh chị nào Bà Rịa ủng hộ giùm cho vợ em đứa một cái lúc lộn ngừng cái nha Quỳnh. Có một cái thôi thì mấy cái áo này là limited mà. 99.000 là kiếm cái hai không ra nha. Wow. Là áo xấu quá đó, người ta không có vô coi đó. Bị chập mạng anh ơi. Bị chập mạng hả? Anh cứ vậy hoài luôn. Quá trời. Anh không có dũng hộ vợ làm hết trơn mà anh cứ suốt ngày anh ghẹo em. Rồi lời nhiêu cho tôi hỏi là buổi like lời nhiêu kể tôi nghe coi. Đầu like mình khởi nghiệp không bao giờ mình có tiền lời. Mình chỉ có lỗ thôi. Thì có thất bại mới thành công, mình phải cho thất bại đi trước. Vậy đó hả? Thành công được. Hay dữ vậy bay. Mình muốn mà thành công đầu tiên làm sao mà được. Trời đó cơ. Vậy thì ba coi trên mạng rồi ba hả? Ba thấy người ta làm cái ba nói ba bắt trước ba làm đó quý vị ơi. Quá trời. Nè có cái áo nào đẹp lắm nè. Nè trời ơi, áo cô công nhân nè. Trời ơi, áo này nam nữ đều mặc được hết. Quá trời luôn hả? Quá trời. Mua một cái là chồng vợ mặc được. Hay quá, áo này của cô Hai Báo này nha. Áo. Ê. Úc ơi, áo cô Hai Báo nè Úc ơi. Cô Hai Báo đó. Cô Hai Báo. Áo cô Hai Báo mặc đó. Ủa có đâu sợ. Yeah. Áo cô Hai Báo mặc nha. Chị áo mở Hai Báo nữa. Mở Hai Báo nè. Ok. Áo sơ mi trắng á. Hai Báo này mặc sang trắng nè. Áo cô Hai Báo. Nè mở Hai Báo. Mở Hai Báo. Mở Hai Báo. Mở Hai Báo 99.000 luôn. Comment dùm cho em sẽ là áo mã 132 và kèm theo số hỏi dùm cho em. Và thêm một mã nữa là mã 136 và kiện theo số hỏi dùm cho em. Im lặng cho tao nói chuyện.
Dạ thưa quý vị, mọi người đang suy nghĩ là tại sao Quỳnh lại có thể chọn những mẫu áo này bán. Bởi vì người ta nói là tiền nào của đó và người sao thì đồ vậy. Đây, thưa quý vị, mặc đồ như thế này thì làm sao có thể có gu thời trang đẹp. Vâng, một màu tím rất đẹp rồi. Đây, sọc caro tím rịm tìm sim luôn em ơi. Hay quá vậy, sao mà đẹp vậy? Út xin em ngăn cản chị mà đâu. Em không được, em không có tiếng nói. Không có tiếng nói hả? Quá trời, bây giờ nhập đồ mắc thì sợ lỗ, đúng không em? Đúng không Quỳnh? Quỳnh, đúng không? Bây giờ nhập đồ mà mắc quá thì sợ lỗ, mà đồ bình thường quá thì cũng không ok. Chính vì vậy, cái chiến thuật của em là chơi xấu luôn. Mọi người ơi, anh vô trong comment đi, mấy chị đều nói là cái này là mốt thôi. Tại vì cái tướng của em nó không có đẹp, cho nên mặt lên nó xu thôi. Ừ. Chứ hôm trước ra đồ em chọn tại là đồ đen thời trang hiện nay, đúng không mấy chị? Thời trang hiện nay. Vâng, thời trang hiện nay. Ôi. Sao em nhập cái này vậy? 99.000 thôi này, nó cũng còn nha. Cần không? Làm gì mặc này? Thì mình mặc áo bên ngoài, mình mặc áo bên trong. À, là mặc áo trong màu đen. Úp. Con Quỳnh nó phối cái này ở trong, cái áo sơ mi trắng ở ngoài, mình mặc giùm tao coi. Nó nói là cái này rất là cần thiết. Bây giờ mấy chị sẽ mặc cái này ở trong rồi mấy chị sẽ mặc cái áo trắng ở ngoài. Không đó. Không gì? Hồng ơi. Không rồi. Không rồi. Rồi để kêu Hùng mặc cái này. Quỳnh phối nha, cái này là Quỳnh phối nha. Hùng, mặc cái áo đen ở trong, cái áo trắng ở ngoài giùm anh. Wow, Quỳnh, em phối lần Hùng nó ok đó. Trời ơi, áo hiệu nè. Trời ơi, áo vờ lờ, áo Vĩnh Long nè. Trời đất ơi, bà con Vĩnh Long ủng hộ vợ em cái đi bà con ơi. Quá trời. Thôi, giờ xả luôn. Xả. Vĩnh Long Mãi Định 1, 2, 3. Vĩnh Long Mãi Định, nhiêu? 70. Trời ơi, bà con Vĩnh Long thương vợ em hả, giúp vợ em chiếc vé, còn mấy cái? Số 1, 2, 3, 70 ngàn. Rồi, bà con Vĩnh Long Mãi Định, C. Có rồi mẹ. Có rồi. Giả thiệt cho em gì ạ? Cái này nha. Số 1, số 2, 3, 70 ngàn. Đâu vô đây. Trời ơi đẹp quá vậy trời. Đâu quay sau lưng ơi. Nè trời ơi mặt đâu có thấy dây đâu nè. Trời ơi sao đẹp dữ vậy Quỳnh. Trời ơi sao mà em phối đẹp vậy Quỳnh. Đẹp không? Ok dễ thương đó. Không ok đó, mặc đi chơi nha em nha. Ok cưng. Cứu tôi. Sao vậy? Trời ơi. Rồi, coi như là trời kêu là các con ơi, các con ấy quá. Vậy em kêu gọi mọi người ủng hộ em đi, em mới khởi nghiệp. Thôi bây giờ là em. Ủa? Sao em còn được kìa? Ok thôi, dạy máy bay mọi người đi. Hả? Em nói vài câu cảm ơn mọi người đi. Mấy chị ơi, nói chung là phụ nữ của mình mới nắm được cái gu thời trang đúng không? Mấy chị, cái thời trang của em tuy là bây giờ nó chưa phát triển. Nó chưa phải là gu đen là mạnh nhất rồi. Bây giờ dần dần mấy chị sẽ hơi để ý giùm em nha. Đúng. Nó rất là đẹp, mà không bao giờ nó bị lỗi thời đâu. Không bao giờ lỗi thời. Quá trời. Nó lỗi dưới thuần phong mỹ tục nha em ơi. Không nghe đẹp mà. Đẹp mà đúng không? Ok thôi, mình nói bye mọi người đi. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Dạ, tạm biệt mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.